anh em nha, quay anh em xem clip bữa nay nghe em đi trong lượng vượt sóng anh em ơi. Đang đi xuống dưới miền Nam mà nồm lên chăng quá. Chạy khổ sóng khổ gió luôn anh em. Đây là ghe 47 gành dưa nha anh em ơi. Trời nó lượng nên nhờ anh Nam lái mình ra mình quay mấy chiếc ghe đang chạy quanh quanh cho anh em xem. Chứ quay một mình cái cảnh của ghe mình không thì anh em xem nó không có để mắt. Đó. Chạy mồi bắn tung luôn.